Trong những ngày qua, đã có hơn 1.300 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế 14 ngày, theo quy định. Tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh Khánh Hòa, các công dân đều có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt, tích cực phối hợp thực hiện theo quy định chung tại các khu cách ly. Từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 2.215 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới tỉnh Cao Bằng để thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung Tính đến ngày 16 tháng 3, đã có 1.214 công dân cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của Cao Bằng, đủ 14 ngày theo quy định được trở về địa phương. Thời gian tới, ngành y tế tỉnh Cao Bằng tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm dịch y tế biên giới và khai tờ khai kiểm dịch y tế đối với công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Khám, tư vấn sức khỏe cho các công dân đã đủ 14 ngày theo quy định tại khu cách ly. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cũng vừa tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 120 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Các công dân này được cách ly tập trung tại trung đoàn 974 ngay sau khi nhận được kế hoạch. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hậu cần, y tế đảm bảo sinh hoạt cho công dân trong thời gian cách ly. Như vậy, tính đến, đến hôm nay, tỉnh Khánh Hòa còn 192 trường hợp đang được theo dõi cách ly tập trung tại các khu cách ly, bệnh viện và trung tâm y tế.